chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay bên em nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng với dòng lồng tiếng cao cấp của nhà hãng STC. Phiên bản D5000 đang sẵn sàng phục vụ anh em khách hàng với mức giá khuyến mại hấp dẫn. Hơn 1 triệu đồng thôi thì chúng ta đã có cơ hội để sở hữu ngay cho mình thiết bị lồng tiếng cao cấp chất lượng hàng chính hãng của nhà hãng STC rồi. Đây là một trong những phiên bản mới nhất và âm thanh cực kỳ chất lượng cho anh em, nâng cấp cải thiện âm thanh bát trung chép trên những cặp loa full phòng hát gia đình. STC D5000, dòng lồng tiếng chính hãng có logo, mã QR code để anh em có thể kiểm tra hàng, nhận hàng, thử hàng, kiểm tra thanh toán sau và không cần đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào cả khi anh em mua hàng tại cửa em. Với phiên bản lồng tiếng chính hãng của nhà STC, phiên bản D5000 đang xạo ở mức giá hơn 1 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều đơn của anh em khách hàng đặt hàng với STC D5000. Trước khi gửi hàng đi, bên em sẽ hỗ trợ kiểm tra, test chất âm cho các anh em để anh em nhận hàng về. Chúng ta sử dụng được ngay và không cần phải thao tác khó khăn gì cả. STC D5000, phiên bản lồng tiếng cao cấp. Và cùng anh em tìm hiểu xem công dụng, tính năng, các phím chiết áp dùng để làm gì, chỉnh như thế nào khi chúng ta ghép nối và dàn máy âm thanh gia đình nhá. Về thiết kế giao diện hình thức, chúng ta đã nhìn thấy với phiên bản phay nhôm màu đen dễ phối đồ, hai phím chiết áp âm lượng tổng to, thiết kế có đèn led và tạo lên điểm nhấn rất đẹp mắt và sang trọng cho dàn máy âm thanh với kênh A và kênh B, tức là kênh loa trái và kênh loa phải. Chính giữa sẽ là mặt màn hình logo thương hiệu của STC. Khi các anh em lấy được tín hiệu nhạc, cấp nhạc vào thì nó sẽ có một cái dải đèn mưa, đèn led rất đẹp và độc đáo cho anh em có thể lấy tín hiệu nhạc, cấp nhạc qua các đường cổng USB, cổng quang, Bluetooth đường ống trắng đỏ truyền thống, cấp nhạc thì TV, máy tính hoặc là điện thoại di động cấp xuống. Bốn phím chiết áp âm lượng để có anh em có thể tinh chỉnh âm thanh loa trái và loa phải, chỉnh cả chế độ bát trung chép rất đơn giản với bốn phím. Phím đầu tiên, phím chiết áp volume đầu tiên sẽ là âm lượng tổng của phần tiếng bát, bát, lời, chế độ nhạc, chép. Đấy, anh em nhớ cho em bốn định nghĩa rất đơn giản: dải bát này, dải tiếng này, chế độ nhạc, dải chép. Bốn phím chiết áp cho anh em tinh chỉnh âm thanh của loa trái. Bên góc tay phải cũng vậy, bốn phím chiết áp định nghĩa công dụng giống nhau nhưng chúng ta có thể tinh chỉnh được hai biên loa, tức là loa trái và loa phải tách biệt và độc lập. Dải bát, dải tiếng, chế độ nhạc, dải chép, bốn phím chiết áp cho anh em tinh chỉnh âm thanh. Dải lào thừa, dải lào thiếu chúng ta hoặc có thể thêm vào hoặc cắt bớt đi theo sở thích nghe nhạc của anh em. Đấy, rất dễ dàng, nhớ cho em bốn định nghĩa đơn giản, nhận hàng về là em thấy rất nhiều bác sử dụng được ngay rồi. Bốn phím chiết áp dải bát này, anh em vặn dải bát lên thì nghe tiếng trống nó sẽ nhiều hơn. Đấy, anh em vặn dải lời càng về bên trái thì dải lời lại càng to, tức là cái giọng mà cái tiếng hát ở trên những bản nhạc ấy nó sẽ càng lớn. Đấy, tiếp theo là chế độ nhạc thì nghe thêm cái dải leng keng lách cách, những cái tính năng âm thanh tiếng chìm ấy nó sẽ được nổi lên. À, cuối cùng là dải chép, chúng ta vặn sang bên tay phải, tiếng chép nó sẽ rất là sáng khi chúng ta sử dụng lồng tiếng. Rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Nhiều người nhận hàng về là sử dụng căn chỉnh được ngay rồi. Các phím chiết áp nó có ký hiệu sẵn mà em cũng đã định nghĩa cho anh em. Định nghĩa tiếng Việt rất đơn giản, dễ dàng là chúng ta có thể nhận hàng về là sử dụng thao tác được ngay. Và thêm nữa, chúng ta có thể chơi súp. Hai cái phím tính năng cuối cùng sẽ dành cho súp nha các bác. Anh em nào chơi súp ghét lối qua ca lông hoặc ca đường cổng AB cho em, cho em hai phím tính năng chơi súp. À, chúng ta có thể tăng giảm âm lượng cắt súp trên nâng tiếng rất là đơn giản, bởi vì nâng tiếng nó có phím chức thiết áp và cắt súp và tăng giảm âm lượng súp ngay mặt trước rồi. Nên là những cái mẫu sản phẩm vang thông thường, vang đời đầu đa phần là chúng ta sẽ sử dụng cắt súp tăng giảm ở mặt sau, thế là khi chúng ta sử dụng súp mặt trước thì nó sẽ đơn giản dễ dàng hơn cho anh em tiêu dùng. Đấy, và chúng ta có thể ghép nối được hầu hết thiết bị âm thanh cơ bản như là âm ly, vang, đẩy nhìn tăng loa kéo mixer thông qua đường cổng calon in out phía sau, em hỗ trợ tặng ra cái lối đi kèm nhá. Đấy, và ngoài ra thì còn các phím nhỏ nữa, các bác anh em lưu ý những cái phím nhỏ rất quan trọng là chuyển đổi tần số 50 sang 100 Hz, in bài bát, kích hoạt chế độ âm thanh qua lồng tiếng, giải chuyển đổi tần số, rất nhiều các nút bấm nhỏ. Và nút quan trọng nhất phải là nút in bass các bác nhá. Khi mà chúng ta nhấn in bass hiện đỏ, tức là kích hoạt chế độ âm thanh qua lồng tiếng, như vậy các giải bass trung chép nó sẽ đẩy lên cao hơn, bass ra tiếng chắc hơn, nực hơn, khỏe khoắn hơn, giải lời chi tiết sắc nét chép sáng, mang lại cho anh em một chế độ phòng hát gia đình chuyên nghiệp. Khi mà nghe nhạc, âm thanh bass trung chép nó đã được cải thiện. Nếu như các anh em nhạc in bass ra, nhạc quay trở về trạng thái hoạt động ban đầu, giải bass trung chép ở trên này chúng ta vặn cũng bị vô hiệu hóa và không có tác dụng nữa. Nên các anh em lưu ý cho em đã sử dụng lồng tiếng hãy nhấn in bass. Bây giờ đến phần cực kỳ quan trọng, đó là test âm thanh của lồng tiếng STC D5000 và cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh của D5000 đó nha. Các bạn đang được nghe âm thanh của lồng tiếng đấy ạ. Không qua. Còn đây là chế độ âm thanh nhạc thường khi mà chúng ta nhạc in bass ra. Qua lưng này. Đấy, tiếng bass chép nghe đã tai không ạ? Không qua. Qua lưng. Không qua. Qua lưng.
Và như vậy các anh em đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của phiên bản lồng tiếng ETC 5000 quá đã rồi đúng không ạ? Nghe chế độ âm thanh nhạc các anh em sẽ cảm nhận được ngay cái dải bass đánh giá rất sâu tiếng, chắc tiếng và lực hơn. Chi tiết và phần lời đấy, mang đến cho anh em một chất giọng âm thanh tiếng lét hơn, tiếng lời rõ nét hơn khi chúng ta nâng cấp để nâng tiếng mic, rồi là khi chúng ta nghe nhạc âm thanh dải lời cực kỳ là chi tiết và sắc nét. Thêm dải chép sáng nữa, như chúng ta vừa mới lắp thêm cặp chép trên phòng hát gia đình vậy. Nghe tiếng nhạc ra ở trên những cặp loa sáng tiếng ngay lập tức khi chúng ta nhấn qua inner. Và công dụng của nâng tiếng là như vậy, đẩy tiếng nhạc bass trung chép lên cao hơn, hỗ trợ nâng tiếng nhạc, tiếng mic, tiếng lời đơn giản và dễ dàng thông qua việc chúng ta ghép nối thêm nâng tiếng và dàn máy âm thanh. Anh em đang có nhu cầu các bác cần mua nâng tiếng hay sản phẩm chất lượng của nhà ATC, nghe âm thanh bass trung chép vô cùng sôi động và chuyên nghiệp, các bác hoặc có thể đến với cửa hàng Em Tùng Audio theo số điện thoại 0979 629 336 đặt hàng và sử dụng ngay cho mình thiết bị nâng tiếng cao cấp chất lượng hàng chính hãng của nhà ATC với mức giá khuyến mại hấp dẫn giống như anh em khách hàng đã đặt hàng trong ngày hôm nay nhá. Một lần nữa thì em xin kính chúc anh em nhận hàng ưng ý với một sản phẩm nâng tiếng cao cấp chính hãng của nhà hàng ATC. Xin chào các bác.